Chào anh chị đã quay trở lại với Mega Grand World Hà Nội. Chúng ta đang có trên màn hình đó chính là cây cầu Đông Tây, cây cầu hơn 100 m kết nối đôi bờ. Và đây là một trong những công trình biểu tượng của Mega Grand World Hà Nội. Hiện tại thì tại Mega Grand World Hà Nội có cái chính sách khủng khi chúng ta thuê mặt bằng kinh doanh tại đây. Chủ đầu tư hỗ trợ cho thuê miễn phí đến 2 năm đầu những căn shop nằm trong tổ hợp vui chơi giải trí, mua sắm, hoạt động 24 trên 7 lớn nhất miền Bắc. Và một cái cơ hội rộng mở nâng tầm thương hiệu khởi nghiệp có 102 đồng hành cùng hơn 200 thương hiệu đình đám tại Mega Grand Go Hà Nội. Các cái ngành hàng như ẩm thực, mua sắm dịch vụ miễn phí tới 2 năm tiền thuê, đã hoàn thiện nội thất tầng 1 và tặng voucher 10 triệu trên tháng trong thời gian là 3 tháng. Cái điểm đến thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm, trung tâm vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc, khu kinh doanh 24 trên 7 duy nhất tại miền Bắc, buôn bán xuyên màn đêm. Xe Vinbus đưa đón miễn phí 24 trên 7 và nguồn khách khổng lồ. Và đây chính là cơ hội để chúng ta có thể tham gia cuộc đua mặt bằng tại siêu phẩm phố thương mại Mega Grand World Hà Nội ngày hôm nay. Và anh chị nào đang có nhu cầu thuê hay là chúng ta có nhu cầu đầu tư tại Mega Grand World Hà Nội thì anh chị có thể liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Ngoài ra thì trong clip hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá thêm các cái thông tin cập nhật tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp cũng như là các cái thông tin nóng hổi mới nhất về các cái sản phẩm tiếp theo của Vinhome sẽ ra mắt trong thời gian tới đây, những tháng cuối năm 2023 này. Chúng ta đang có cái cuộc chạy đua về mặt bằng kinh doanh hot nhất tại thị trường bán lẻ 2023 và đó đang thuộc về Mega Grand World Hà Nội, vũ trụ giải trí, trung tâm giao thương Á Âu ở phía đông Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể biết rằng cuộc đua sở hữu mặt bằng vị trí đẹp đón hàng triệu lượt khách đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Và với các cái chính sách cực kỳ nóng từ chủ đầu tư như miễn phí tiền thuê lên đến 2 năm, hỗ trợ CAPEX chủ đầu tư hoàn thiện tầng 1, hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ doanh thu bằng cái việc chủ tư sẽ tặng voucher lên đến 30 triệu trong thời gian là 3 tháng. Và đó chính là những cái chính sách tuyệt vời để điểm đến kinh doanh 24 trên 7 đón lợi nhuận xuyên đêm với hàng triệu du khách đang chờ các cái chủ nhà thông thái. Ngoài ra thì cập nhật tới anh chị những cái thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng thứ cấp. Đó là thị trường chuyển nhượng thứ cấp tại Vinhome Ocean Park 2 tháng 11 năm 2023 này thì thị trường đã ấm lên khá là rõ nét. Về các cái sản phẩm thấp tầng, trước đây thì có giá bán thấp hơn giá hợp đồng đâu đó khoảng 20 cho 25 đến 30%, thì bây giờ đã không còn các cái sản phẩm đó. Và với những cái sản phẩm, một số sản phẩm khác thôi thì có cái lượng khách hàng bán ra bây giờ để thu về cái dòng tiền nó cũng rất là ít, ít hơn rất nhiều so với những tháng trước đây. Và để tìm một sản phẩm gọi là bắt đáy thị trường hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng thị trường hiện tại những tháng cuối năm này nó đang rất khá là ấm rồi. Thứ nhất là lãi suất gửi tín dụng hiện tại đang xuống rất thấp. Thứ hai là lãi suất vay thì nó vẫn cao nhưng mà cái lợi nhuận mà những cái nhà đầu tư họ tiền mặt mà chúng ta đang gửi ngân hàng ấy thì bây giờ chúng ta sẽ rút ra đầu tư bất động sản, nó chính là cái thời điểm tốt nhất rồi. Vì lãi suất thấp chúng ta gửi nó cũng không được bao nhiêu ngân hàng cả. Và thị trường bất động sản hiện tại thì vẫn là cái cơ hội để anh chị đầu tư. Và sau mỗi một chu kỳ đóng băng của bất động sản, thời thị trường chậm lại thì vẫn có những cái sản phẩm chắc chắn là sau này nó sẽ có sự tăng giá đột biến. Và đặc biệt thì anh chị có thể để ý đến tất cả các sản phẩm của Vinhome về dòng nhà ở: Vinhome Riverside, Vinhome The Harmony, Vinhome Ocean Park 1 và đến thời điểm hiện tại là Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3. Tất cả những sản phẩm ở quanh Hà Nội thì chúng ta chưa có một sản phẩm nào sau một chu kỳ bất động sản mà nó không tăng giá cả. Gần như là nó sẽ tăng giá dần hoặc là sẽ tăng giá đột biến, nó tùy vào cái thời điểm mà dự án ra mắt cũng như là thời gian phục hồi. Và tại Vinhome Ocean Park 3 thì đây là một trong những cái khu đô thị phải nói là được đầu tư rất là bài bản, cũng như là cách mà chủ đầu tư họ quy hoạch sản phẩm rất là rõ ràng.
Thứ nhất là cái dòng sản phẩm thấp tầng tại Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 chiếm đa số. Và trong clip này chúng ta sẽ đi vào khám phá cái Vinhome Ocean Park 3. Cái lý do thứ hai đó là những cái tòa chung cư tại Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3 thì Vinhome họ đã bán cho bên Masterise, và bên Masterise sẽ bán lại cho khách hàng. Và Masterise thì cái đơn giá của họ không hề rẻ. Để anh chị cập nhật, để anh chị được biết, nếu như chung cư của Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 thì theo cá nhân em nhận định nó sẽ phải khoảng từ 70 đến khoảng 80 triệu một mét trở lên. Lý do là gì? Lý do là khi quy hoạch tại dự án này thì tất cả các cái tòa chung cư đâu đó từ khoảng 20 đến 30 tòa thôi, nó không có nhiều. Và nó tập trung ở quanh phân khu Hồ Tạo Sóng cũng như là Vịnh Biển. Cái lý do vậy thì tức là nó sở hữu cái tầm view vĩnh viễn. Lý do chính là như vậy, tầm view rất đẹp, nó khác hoàn toàn so với Vinhome Ocean Park 1. Ví dụ như phân khu S thì có tòa view được, đẹp có tòa không view được. Nhưng mà tại đây thì toàn bộ cụm chung cư sẽ xoay quanh các cái khu Hồ Tạo Sóng và Hồ Vịnh Biển. Nên là cái tầm view gọi là vĩnh viễn rồi, view rất đẹp và thoáng. Đó chính là cái lý do tại sao mà cái giá chung cư ở đây nó sẽ rất cao. Vì số lượng tòa ít và tầm view sở hữu chúng ta gần như là vĩnh viễn. Và cập nhật thêm tới anh chị thì tới đây chủ tư Vinhome sẽ tiếp tục mở bán các cái sản phẩm thấp tầng, những căn nhà phố, những căn liền kề tại phân khu phố Tây 19 của Vinhome Ocean Park 3. Và anh chị nào quan tâm về sản phẩm này thì anh chị có thể liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đây là cái quỹ hàng của bên Masterise, chủ tư Vinhome họ đã bán cho Masterise rồi, bây giờ chúng ta sẽ mua lại của Masterise. Và với những sản phẩm như vậy thì sở hữu lâu dài, chúng ta có thể mua để ở đầu tư. Chắc chắn là trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta mua, chúng ta phải đầu tư một thời gian nó dài hơn rồi. Không thể có cái câu chuyện 6 tháng 1 năm được, chúng ta phải đầu tư tầm nhìn nó khoảng 2-3 năm. Để cho cái thị trường bất động sản, thứ nhất là nó phải phục hồi, thứ hai là nó còn cần cái thời gian vừa phục hồi vừa tăng trưởng nữa. Nên để có lợi nhuận thì chúng ta phải đầu tư dài hạn. Và chắc chắn khi anh chị có tiền mặt thì bất động sản nó vẫn là cái kênh đầu tư để chúng ta cảm thấy an toàn, an nhàn. Đặc biệt là tại Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 và Mega Grand Hà Nội. Ở đây nó sẽ là cái tâm điểm chắc chắn không thể thiếu của những cái thương hiệu thời trang, cũng như là cái nơi mua sắm giải trí hàng đầu dành cho mọi lứa tuổi. Với các cái thương hiệu lớn sẽ về với Mega Grand Hà Nội, bảo chứng là gì? Sở hữu đến những cái mặt bằng kinh doanh với những cái thương hiệu đình đám như Starbucks, như Adidas, như Katinat, Tân Việt, rồi Trung Nguyên Legend, vân vân, rất nhiều thương hiệu lớn, Aha Coffee và Highland thì sẽ về với Mega Grand Hà Nội. Và đây chính là tâm điểm của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội những cái tháng cuối năm 2023. Đặc biệt hơn thì Vingroup họ đang phát triển theo cái chuỗi Ocean City với quy mô 1.200 hecta, bao gồm Vinhome Ocean Park 1, Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3, sẽ biến thành một cái Ocean City, tức là một cái thành phố biển đảo mới, thành phố biển mới của Hà Nội. Và đây sẽ là cái điểm đến thu hút giới trẻ, thu hút những cái người có điều kiện về đây sống. Để minh chứng cho cái sự thành công của Ocean City thì chúng ta có thể thấy Highland Coffee đã mở đến chi nhánh thứ 5 tại Ocean City rồi. Và điều đó đang chứng minh cái sức hút cực kinh doanh và chứng kiến ngày càng nhiều thương hiệu lớn quy tụ về và mở rộng chi nhánh, đón cái sức tiêu dùng khủng của cư dân và khách du lịch. Không chỉ là chỉ để ở mà chúng ta còn có cái lượng khách du lịch về với Mega Grand Hà Nội cũng như là Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3. Đặc biệt thì khi anh chị xem cái quy hoạch mặt bằng tổng thể của Ocean City thì chúng ta sẽ thấy khu Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 nó có một cái nét rất riêng, đó là cái cách mà chủ đầu tư họ bố trí công năng, họ phân chia công năng của các cái phân khu rất là rõ nét. Trước đây thì Vinhome Ocean Park 1 chúng ta có những sản phẩm vừa ở và kinh doanh, Vinhome Ocean Park 2 thì cũng vậy thôi, Vinhome Ocean Park 3 thì cũng vậy, nhưng đặc biệt hơn thì ở đây nó có thêm đó là Mega Grand Hà Nội, một trong những cái điểm đến
Và tại đây thì Vingroup họ còn tổ chức các cái show diễn thực cảnh như The Grand Voyage, những cái show diễn hàng chục triệu đô. Ngoài ra thì các cái thương hiệu lớn cũng về với Mega Grand Hà Nội, một phân khu phố Tây Venice cũng như là phố Đông Venice. Và với cách chủ đầu tư Vinhome họ phát triển bất động sản, họ quy hoạch bất động sản và họ tạo thành điểm đến, họ hỗ trợ chủ nhà hoàn thiện rồi kinh doanh, đưa các cái sản phẩm tại Vinhome cơ bản là nhỏ nhất, đó là những cái căn nhà được đi vào hoạt động, được đi vào vận hành và biến nơi đây trở thành cái điểm đến mà giới trẻ sẽ đến, sẽ trải nghiệm, sẽ khám phá, sẽ vui chơi, ăn uống, rồi sau đó sẽ phát sinh thêm các nhu cầu, đó là ở. Đấy mới chính là cái mục đích chính. Và Ocean City hay là Vinhome Ocean Park 3 chúng ta đang đi trên đại lộ 4 mùa, sau này nó sẽ trở thành cái điểm đến và mơ ước của các bạn trẻ. Khi hiện tại các bạn đang là sinh viên chẳng hạn, chúng ta 10 năm sau chúng ta có cái nhu cầu khao khát và điểm đáng sống, tại vì ở đây nó có đầy đủ các cái tiện ích phù hợp với giới trẻ, all in one trong một đại đô thị tại Ocean City như Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3. Và anh chị nào đang quan tâm về các cái sản phẩm tại các khu đô thị này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình, hoặc là anh chị nào đang cần thuê mặt bằng kinh doanh tại Mega Grand Gu Hà Nội với phân khu Cây Thao và phân khu The Venice thì bên em cũng hỗ trợ để anh chị có thể lựa chọn những cái mặt bằng phù hợp để chúng ta có thể thuê và kinh doanh với chính sách cực kỳ tốt đến từ chủ đầu tư. Ngoài ra thì thị trường chuyển nhượng thứ cấp cũng là một thị trường để anh chị có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp. Với những anh chị nào có cái nguồn tiền mặt lớn thì chúng ta đầu tư tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp thì giá bán sẽ rất là tốt, và nhưng mà chúng ta sẽ phải bỏ ra một số tiền mặt là 100% giá trị căn nhà. Với những anh chị nào mà đầu tư chúng ta chỉ có đâu đó khoảng 20-30%, ví dụ chúng ta mua căn 10 tỷ chúng ta chỉ có 2-3 tỷ, thì chúng ta sẽ bỏ ra 30% và chúng ta sẽ mua những sản phẩm đến từ chủ đầu tư có chính sách hỗ trợ vay vốn, thì nó cũng làm giãn cái thời gian thanh toán cho anh chị. Giả sử 2 năm sau chúng ta về dòng tiền thì chúng ta sẽ tất toán ngân hàng, không mất tiền lãi suất. Đó cũng là một trong những cái đòn bẩy để chúng ta sử dụng. Và thời điểm này chính là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể đầu tư, phù hợp nhất để anh chị có thể luân chuyển, thay đổi cái dòng tiền của mình, dịch chuyển từ gửi tín dụng gửi với lãi suất thấp để sang đầu tư bất động sản. Và anh chị nào quan tâm về các cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 cũng như là Mega Grand Gu Hà Nội thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 và Mega Grand Gu Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.